Bộ trưởng Quốc phòng Anh chỉ trích Ukraine đối xử với nước này và đồng minh phương Tây như cửa hàng vũ khí trực tuyến. Ông khẳng định đây không phải lần đầu ông nói chuyện với phía Ukraine về vấn đề này. Dù muốn hay không, mọi người đều cần thấy một chút lòng biết hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 12 tháng 7 cho biết, sau khi được hỏi về nỗi thất vọng của Tổng thống Volodymyr Zelensky khi Ukraine không được NATO mời gia nhập liên minh. Ông Wallace cho biết, Ukraine có thói quen đối xử với đồng minh, trong đó có Anh, như kho hàng của nền tảng thương mại trực tuyến khi gửi danh sách yêu cầu vũ khí. Năm ngoái, tôi di chuyển bằng ô tô suốt 11 tiếng để gặp phái đoàn Ukraine và thứ tôi nhận được là một danh sách những thứ họ muốn. Tôi nói với họ rằng, chúng tôi không phải Amazon, ông Wallace cho biết. Tôi nhận thấy Ukraine có thói quen là khi nhận được một loại vũ khí, họ ngay lập tức vận động hàng lang để có thêm món khác. Bộ trưởng Anh khuyên Ukraine nên có cách tiếp cận khác, đặc biệt là nỗ lực hơn trong việc thuyết phục các chính trị gia đa nghi tại Mỹ và những nơi khác. Đôi khi họ phải thuyết phục các quốc gia từ bỏ kho dự trữ đạn dược của chính mình, ông Wallace nói. Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cùng ngày tuyên bố dân Mỹ xứng đáng được biết ơn ở mức độ nào đó sau khi được một nhà hoạt động Ukraine hỏi rằng liệu Tổng thống Biden có từ chối tư cách thành viên NATO của nước này vì sợ Nga thua và Ukraine thắng hay không. Ông Sullivan thể hiện thái độ bực tức và nói Mỹ đã tăng cường cung cấp lượng lớn năng lực để đảm bảo binh sĩ Ukraine có đạn dược, tổ hợp phòng không, vũ khí bộ binh, phương tiện chiến đấu và thiết bị giả phá bom mìn. Bình luận của Bộ trưởng Wallace và Cố vấn Sullivan được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky phàn nàn trên mạng xã hội rằng thật lố bịch khi Ukraine được hoan nghênh trở thành thành viên NATO, song liên minh không đưa ra ngày tháng hoặc điều kiện cụ thể. Mặc dù khi tham dự cuộc họp ngày 12 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã đưa ra bình luận nhẹ nhàng hơn. Tôi biết ơn tất cả lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO vì sự hỗ trợ rất thiết thực và chưa từng có, ông Zelensky nói. Kết quả hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius rất cần thiết và là thành công có ý nghĩa với Ukraine. Tuy nhiên, phát ngôn không khôn khéo trước đó ít nhiều cũng gây ra những phản ứng không vui nhất thời đối với liên minh NATO, những quốc gia đã dồn sức viện trợ cho Ukraine. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.